Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình nha. Và chúng ta tiếp tục mắc cái nhân này cho xong này. Cái nhân thần trắng dèo 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 của người ta gọi là gì? Mắt ma lâu hả? Mắt ma lâu, đó, cái kiểu vậy đó. Là cái nhân của cái bạn Chukuba đó các bạn. Chukuba nhá. Chukuba your Orient đó. Mình hát tiếp cái bài đó nha. Lúc trước em cười và nói ở trên đời anh đã tất cả với em rồi, có anh em có tất cả rồi, thế giới thay đổi và đã đổi thay người, bên em hôm nay không phải anh. Ai đó đã là tất cả với em rồi. Đôi gì nữa? Anh chỉ là quá khứ thôi. Kiểu vậy đó các bạn, hay không? Bài gì màu nước mắt á? Nước mắt không màu á? Vì nước mắt kia không có màu, nên em sẽ không thể hiểu được niềm đau. Đã yêu nhau để quên nhau rất khó, vì một ai đó mà em đã đánh quên anh. Vì nước mắt kia không có màu, nên đôi lúc mình sẽ mỉm cười thật tươi để che đi niềm đau trong ánh mắt. Nụ cười lạnh ngắt mỗi khi ai nhắc về em. Vì nước mắt kia không có màu. Các bạn thấy như này được chưa? Để mình đo qua thêm một hàng nữa ha. Nên em sẽ không thể hiểu được niềm đau, nơi yêu nhau để quên nhau rất khó, vì một ai đó mà em đã đánh quên anh. Vì nước mắt kia không có màu, nên đôi lúc em sẽ mỉm cười thật tươi để che đi niềm đau trong ánh mắt. Nụ cười lạnh ngắt mỗi khi ai nhắc về em. Cái bài này. Phải vượt qua bao đêm đánh đánh coi giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi. Bởi vì em yêu anh người ơi, phải vượt qua bao nhiêu thời gian để bên em anh mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa xôi, chỉ còn có anh yêu em thôi. Dù nước mắt của ta đã mãi xa mù khơi, phải vượt qua bao nhiêu thời gian, phải vượt qua những ngày em chờ mãi em yêu anh. Phải vượt qua bao đêm đơn côi, chỉ còn có em yêu anh thôi. Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi, phải vượt bao nhiêu thời gian, chỉ còn có em yêu anh thôi. Giọt nước mắt của ta vẫn mãi xa mù khơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi. Em đơn côi em chờ mãi em yêu anh. Hay không các bạn? Mình sẽ móc xong cái này thôi, rồi mình sẽ móc tiếp một cái mặt nữa của cái chiếc bánh nhé. Nghe thôi mà mình đã thuộc lời hát của người ta luôn á. Ăn rồi hát khoai biểu. Ghét thiệt chứ. Rảnh quá. Còn nhà mình đi làm, mấy nhà khác thì làm không hết chuyện. Nhà này ăn rồi cứ ở nhà xong cái mở nhạc lên hát khoai luôn á. Bực mình dễ sợ. Rất chi là bực mình luôn á. Còn lần á mình
mình đâu biết đâu. Xong người hát, người ta mở nhạc, người ta nghe thôi, chứ không phải hát nữa. Xong cái mình để vậy mình quay luôn. Và rồi tên bị báo cáo các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ một cái quần len màu đen để mình móc cái phần gì ta, cái phần mặt con lại của cái chiếc bánh này này. Và em đến con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai. Vội vã người đến rồi đi, để làm chi để rồi sẽ vẫn với trong lòng mang bao sầu bi. Khiến người đi, nên ngắn cho người đi. Nhìn em cất bước theo ai, nơi hoàn hôn khuất bóng em phai. Không có được ta. Không chỉ là khó khó hơn chi, không biết lại. Chúng ta mong những mũi một cũng hỏi không được thì mình làm vòng tròn mà thuật đi ha. Con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng sai. Con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai đây. Không nó chỉ không không để kỳ không bật lại. Không nó chỉ nhớ chỉ cho chi. Chúng ta rút cái này làm cái vòng tròn mặt thuộc này thì chúng ta có thể rút dễ dàng hơn các bạn. Nên là mình không có lo ha. Không lo sợ về cái điều đó nha. Rồi. Vội và em đến rồi đi. Một. Nó bị xúc ạ. Hai, mình móc bên này nhá. Ba, ba này hả? Bốn, năm hả? Năm, sáu này. Đó. Cơ bên khóm, khóm bên khén. Rồi mình rút lại, mình tạo thêm cái hình tròn này. Nung chi na nung nung na chi. Mệt quá đi à. Ngày em đến, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai đây. Mình sẽ trượt nha các bạn, mình dùng bộ trượt để mình trượt ha.